Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback, phiên bản 1.2, bản đủ số tự động quý vị và nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được hơn 5 vạn km thôi. Một chiếc xe rất mới, form mới luôn bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 375 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback 2022 số tự động biển Hà Nội này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để đến chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2022 này các bạn nhé. Một chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chạy có hơn 5 vạn thôi. Tất cả là còn nguyên zin. Nguyên zin từ dàn lốp các bạn nhé. Đấy, dàn lốp còn nguyên zin và rất là dày đây này. Chiếc xe sản xuất năm 22, lốp cũng là 2022 đây các bạn nhé. Cả dàn lốp nguyên zin. Đấy, cả dàn lốp nguyên zin và còn rất là dày luôn các bạn này. Đều 2022 hết luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên zin luôn ạ. Hơn 5 vạn chuẩn luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng luôn, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm luôn. Đấy, lốp 2022 này. Cả dàn các bạn nhé. Đấy, còn rất dày luôn. 2022 hết luôn cả dàn lốp này. Đây. Đầy đủ luôn rồi quý vị ạ nhé. Phiên bản này là phiên bản đủ, cho nên là đầy đủ option rồi. Bản 1.2 đây. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe này đây ạ. Chỉ 6,0 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị là 7,6 lít. Đấy, 7,6 lít này, này trong đô thị. Còn nếu như ngoài đô thị chỉ có 5 lít thôi các bạn này. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 rất đẹp đây ạ. Form này là form mới hết luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên zin và đều mới như này đây các bạn ạ. Đấy, nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều luôn. Đấy, gần như là sơn zin cả xe này. Và ở phiên bản form mới này các bạn thấy đây ạ. Xe đã được trang bị là mặt ca lăng mới luôn này. Đèn pha cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị xước sát gì cả này. Đèn gầm là đèn bi luôn bạn nhé. Đấy, đèn gầm là đèn bi luôn. Đèn pha thì rất đẹp luôn này. Và đèn led ban ngày này. Đấy, với thiết kế đèn led ban ngày ở trên cái mặt ca lăng này đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Xi nhan tích hợp trên gương. Gương chiếu hậu thì là gập điện rồi. Đấy các bạn nhé. Xi nhan được tích hợp ở trên gương. Đây. Đấy, rất đẹp luôn bạn ạ. Form này là form mới rồi bạn nhé. Biển Hà Nội. Chiếc xe này thì chủ xe bảo hành bảo dưỡng tại Hyundai Hà Đông này. Đấy, cho nên là quý vị các bạn mua những chiếc xe lướt này thì các bạn yên tâm luôn mà nhé. Tất cả đều rất đẹp đấy ạ. Cụm đèn hậu cũng không khác gì một chiếc xe mới này. Đây là cụm đèn hậu này, Grand i10 này. Đấy, logo, chữ các thứ này đều rất là mới các bạn nhé. Và nhìn đằng sau này thì các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị nguyên bản là nguyên zin camera lùi này. Camera nguyên zin của xe này. Cảm biến lùi đầy đủ rồi bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản hatchback, bản đủ, cho nên là xe được trang bị đầy đủ hết rồi. Và toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe thì đều rất đẹp và rất là mới như này đây. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho bạn xem này. Tất cả là còn nguyên zin luôn mà nhá. Đấy, cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ là nguyên zin luôn này. Bên ngoài nước sơn còn nguyên zin, bên trong cũng còn nguyên zin luôn. Toàn bộ từ táp bi, táp lô đều rất là mới này, form mới cho nên đều đẹp luôn bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét lăn bánh được 5.2 km này. Tất cả đều nguyên zin và đẹp như này đây các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất ghế da rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 này. Sản xuất tại Việt Nam phiên bản 1.2 số tự động này. Đấy, rất là mới nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi. Và ở form mới này thì Hyundai cũng đã trang bị là Cruise Control cho chiếc i10 rồi bạn nhé. Cruise Control hay còn gọi là ga tự động đấy. Màn hình xịn theo xe này. Tích hợp camera lùi, cảm biến lùi sẵn rồi. Nội thất của chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới nhá. Vì 22 mới lăn bánh có 2 năm thôi.
bốn một năm chạy hơn 2 vạn đấy, rất là hợp lý các bạn nhé. Lốp nguyên zin, tất cả còn nguyên zin, trải sàn da rồi này, lót sàn này, xịn luôn bạn nhé, tất cả đều xịn hết luôn. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái này, keo chỉ cánh cửa nguyên zin luôn bạn nhé. Táp bi rất là đẹp đây, nội thất bên trong thì bạn xem đây ạ, không khác gì một chiếc xe mới luôn này. Đấy, nội thất rất là mới, một chiếc xe rất là đẹp luôn bạn nhé. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi đấy, ở chiếc xe i10 mà cũng đã được trang bị đầy đủ các điều hòa này, rồi cổng sạc này, đấy đằng sau đầy đủ hết luôn bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau cho bạn xem này, cốp sau của chiếc xe đấy, toàn bộ đều rất là mới luôn bạn nhé, tất cả như một chiếc xe mới luôn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu đấy, cả cốp sau này đều nguyên zin và đều rất đẹp như này đây ạ. Một chiếc xe rất là đẹp luôn bạn nhé. Đấy, chủ xe cũng đã dùng những cái tấm chắn phủ táp lô này. Đây tôi đang tháo ra để tôi quay cho bạn xem. Đấy, và bên dưới thì có loa chắn cốp này, một cái bằng nhựa này, một cái bằng cao su này. Đấy, một rồi bắt đầu đến cái tấm nỉ nguyên bản của xe. Tấm nỉ còn rất là mới này, mới tinh luôn bạn nhé. Đấy, và lốp sơ cua. Lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ được bạn nhé. Lốp sơ cua còn mới tinh luôn chưa hạ này, vẫn còn vạch sơn xanh này. Đấy, và đằng sau thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả là còn rất là mới này, bộ đồ nghề cũng còn mới nguyên luôn. Đấy, tất cả đều rất đẹp rồi các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đây, cánh cửa phía sau bên phụ là keo chỉ cũng còn nguyên zin này. Táp bi cánh cửa đây đều đẹp luôn, một chiếc xe rất là mới nha. Chủ xe dán chống xước cả 4 bậc cửa rồi này, và nội thất bên trong đây, một chiếc xe mới tinh luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng là bấm tay để mở cửa các bạn này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ keo chỉ là nguyên zin này. Một chiếc xe này có thể nói là siêu lướt luôn các bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa này, táp lô đều rất đẹp luôn này, vô lăng, cần số, đấy, đều như mới luôn ạ. Tất cả là như mới luôn các bạn nhé. Màn hình xịn này, đấy, đèn ổn tắt tốt này, điều hòa chiếc xe này là điều hòa cơ thôi các bạn nhé, ở i10 thì là có điều hòa cơ thôi. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp như này đây các bạn này. Thưa với quý vị các bạn, toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe đều rất là đẹp rồi, nội thất cũng rất là mới rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Động cơ của chiếc xe này thì cũng rất là mới luôn bạn nhé, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn thôi, 2 năm sử dụng với hơn 5 vạn km, tất cả còn nguyên zin đây, nguyên zin từ ốc, chân máy này, dàn cò các thứ là còn nguyên zin đây các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra, chiếc xe này còn bảo hành tại hãng, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn. Đấy, đầu chassis này, cái xe này thì không khác gì xe mới này, ốc, cabo còn nguyên zin này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị bạn là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước gì đâu. Đấy, còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Rất là mới luôn các bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói là siêu lướt. Đấy, nguyên zin từng con ốc, chưa có con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2022, phiên bản hatchback, phiên bản đủ, phiên bản số tự động, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và lăn bánh được hơn 5 vạn km còn mới zin luôn, zin cả dàn lốp, lốp sơ cua mới tinh chưa hạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 375 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2022 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Còn chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ những kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất
những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.